sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần khẽ khóc nhớ thương. Xin cho con đang chốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về, về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Cũng rụi tàn khi buổi chiều. Trần gian bao bão bùng phù vây lấy thân con, giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian nóng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng. Như hoa kia khoe
Ngài ban ơn cứu rỗi cho con. Giữa cuộc đời hôm nay đầy phong ba và nhiều bão táp, con kêu cầu lên Chúa, Ngài đưa tay cứu vớt con luôn. Như Phêrô ngày xưa đi trên biển cả, Ngài đã đưa tay cứu giúp Phêrô. Như Lazaro nằm trong mộ đá, Ngài bao trôi dậy ra khỏi ngôi mộ đi. Con kêu cầu lên Chúa, Ngài dù thương ban phúc ân thiêng. Con kêu cầu dánh Ngài, Ngài ban ơn cứu rỗi cho con. Giữa cuộc đời hôm nay đầy phong ba và nhiều bão táp, con kêu cầu lên Chúa, Ngài đưa tay cứu vớt con luôn. Như hôm nào chiều can về trên thánh giá, Ngài đã giáng tay cứu thế yêu thương. Mang theo con tim tình yêu lửa cháy, Ngài đã cứu độ nhân thế đang lầm than. Ban phúc ân thiêng, con kêu cầu dánh Ngài, Ngài ban ơn cứu rỗi cho con. Giữa cuộc đời hôm nay đầy phong ba và nhiều bão táp, con kêu cầu lên Chúa, Ngài đưa tay cứu vớt con. Đi trên biển cả, Ngài đã đưa tay cứu giúp Phêrô. Như Lazaro nằm trong mộ đá, Ngài bao trôi dậy ra khỏi ngôi mộ đi. Như hôm nào chiều can về trên thánh giá, Ngài đã giáng tay cứu thế yêu. Mang theo con tim tình yêu lửa cháy, Ngài đã cứu độ nhân thế đang lầm chết tan thay đau thương,
để kéo con lên đến cùng Ngài. Chiều tim con về ôi một chiều xót xa tiêu điều, thương con nhiều Ngài đã giang tay ôm tròn tình con với Chúa. Chân thế Ngài tin thương trao dâng yêu thương để chúng ta vui sống bên mẹ. Chiều tim can về ôi một chiều xót xa tiêu điều, thương con nhiều Ngài đã giang tay ôm tròn
sâu, một người tội lỗi vươn tới. Ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chan hòa, nguyện xin Chúa thương tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao say. Hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con nhận ra khi con tự thấy con sớm, thật là rất tốt không che vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ. Thật là rất tốt không che vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Chán chưa bao la bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương, để những cánh đau thương chăn trở những đêm trường. Hãy quay gót trở về giữa tiếng hát hoan ca, trong tiếng đàn ngân xa vọng tới Chúa là Cha.
bước trở về, về với Chúa tình thương, bước trở về để nhẹ hết tơ vương, bước trở về tình người luôn xót thương, tình yêu người là điệp khúc yêu thương, bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương để nhẹ gánh đau thương chân trở những đêm trường, hãy quay vô trở về giữa tiếng hát hoan ca, trong tiếng đàn ngân xa vọng tới Chúa là Cha. Chán chưa bao la, bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương để nhẹ gánh đau thương chân chờ những đêm trường, hãy quay gót trở về giữa tiếng hát hoan ca, trong tiếng đàn ngân xa vọng tới Chúa là Cha. Hãy quay gót trở về giữa tiếng hát hoan ca, trong tiếng đàn ngân xa vọng tới Chúa là Cha. Chúa đến mãi muôn ngàn.
đã bảo tôi về nhà Chúa đi thôi. Nghe theo gọi mời của Chúa, vững tin vui bước ra đi. Rời xa tôi, còn tôi có Chúa đồng hành, ngày xưa chia ủi an, ngàn năm đến mãi thiên thu, tình thương Chúa dành cho tôi, hồn tôi nghỉ yên trong Chúa. Kiếp người thật quá mong manh, tựa như cơn gió thổi qua, mây tan mất rồi. Kiếp người thật ngắn ngủi thay, hôm nay vui sống, ngày mai nghe tiếng kinh cầu. Biết rằng cuộc sống dương gian là nơi tạm gửi quán trọ của bao lữ khách, con tin Chúa vẫn thương con, Chúa đã cho con sự sống hạnh phúc nơi cuộc đời. Chúa ơi, Chúa ơi, thân phận kiếp người mong manh yêu đuối dễ tàn, mà sao con tìm ở nơi trần thế lợi danh lạc thú vinh hoa cõi đời. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài rũ tình rộng lượng tha thứ tội con, xin Ngài dẫn đường đưa về quê hương thiên quốc là nơi vinh hằng hạnh phúc vô biên. Mỗi lần đưa tiễn nhau đi về nơi an nghỉ xót xa đau thương cõi lòng,
mắt lệ trào ứa bờ mi, buồn vương trên mắt thương tiếc cho kiếp con người. Ở đời hãy sống cho đi, đừng vì vật chất lúc ta xuôi tay nhắm mắt. Trong tay chẳng có mang theo của cái chi đâu, chỉ có con Chúa bên đời mình. Sống cho đi, đừng vì vật chất lúc ta xuôi tay nhắm mắt. Trong tay chẳng có mang theo của cái chi đâu, chỉ có con Chúa bên đời mình. Chúa ơi, Chúa ơi, thân phận kiếp người mong manh yêu đuối dễ tàn, mà sao con tìm ở nơi trần thế lợi danh lạc thú vinh hoa cõi đời. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài rũ tình rộng lượng tha thứ tội con, xin Ngài dẫn đường đưa về quê hương thiên quốc là nơi vinh hằng hạnh phúc vô biên. Kiếp người thật quá mong manh, tựa như cơn gió thổi qua mây tan mất rồi. Kiếp người thật ngắn ngủi thay, hôm nay vui sống ngày mai nghe tiếng kinh cầu. Biết rằng cuộc sống dương gian là nơi tam gợi quán trọ của bao lữ khách, con tin Chúa vẫn thương con, Chúa đã cho con sự sống hạnh phúc nơi cuộc đời. Con tin Chúa vẫn thương con, Chúa đã cho con sự sống hạnh phúc nơi cuộc đời. Hạnh phúc đời sau, sự sống
rồi tan biến đôi từng giờ. Cuộc đời mãi đổi thay như sao trời vẫn xoay chuyển đổi. Qua đi chốn gian trần tìm thấy được bình an hạnh phúc, quê hương chốn thiên đàng là chỗ ở vĩnh cửu đời ta. Sự sống đã đổi thay không mất đi đâu nào, cuộc đời đang ngừng trôi tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo đi tìm muôn hạnh phúc, ở bên kia cõi bờ Chúa đang chờ đợi ta. Sự sống đã đổi thay không mất đi đâu nào, cuộc đời đang ngừng trôi tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo đi tìm nguồn hạnh phúc, ở bên kia cõi đời Chúa đang chờ đợi ta. Ở bên kia cõi đời Chúa đang chờ đợi. Thật phúc nhàn còn đang
con cô đơn đang thương nhớ mong chờ đợi cha. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi, nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi, nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người, để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người, để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống lại, Ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô Ngài đã phục sinh bằng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Tôi tin Chúa ngôi hai, Ngài sinh xuống cõi chân đời, Ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tin yêu. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại trong ngày phán xét để biết xem ai sẽ được vào nước của Ngài. Cho thế giới rồi đã sống lại trong vinh quang.